Trên thị trường, mận cơm Sơn La đang được giao bán với giá rẻ giật mình, chỉ bằng 1 phần 8 so với những năm trước. Giới buôn mận cho biết, những năm trước thì loại mận này bán tại vườn có giá dao động từ 8 đến 20.000 đồng một kg tùy loại, thì nay chỉ khoảng 1 đến 5.000 đồng một kg. Theo các nhà vườn, mặc dù giá bán rẻ như rau, mận cơm vẫn ế chưa từng có. Thường lái đến thu mua ít, mận chín đỏ trên cây người dân không buồn thu hái. Trên chợ mạng thì nhiều đầu mối đang giao bán loại mận này với giá bán lẻ chỉ từ 10 đến 13 000 đồng một kg, thậm chí có nơi bán theo combo 5 kg với giá 35 000 đồng, thu hút rất nhiều người đặt mua. Giá cước vận tải biển tăng từ 3 đến 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể đến tình trạng thiếu container rỗng đang ảnh hưởng bất lợi đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Riêng với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và trái cây thì khó khăn càng lớn khi nhiều hãng tàu đã từ chối vận chuyển hàng lạnh đi Mỹ do sự cố từ kênh đào Suez. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang tìm các hãng tàu thay thế nhưng cũng không đủ container để đóng hàng. Cước phí vận chuyển tăng từ 2.500 đô la Mỹ lên đến 7.000-8.000 đô la Mỹ mỗi container. Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thép như Thép Thái Nguyên, Thép Miền Nam, Pomina, Việt Đức đã bắt đầu tăng giá bán thép các loại từ cuối năm ngoái và dồn dập hơn từ tháng 3 năm nay. Đặc biệt là từ đầu tháng 4 đến nay thì các đơn vị liên tục điều chỉnh báo giá, thậm chí có nơi tăng 6 lần chỉ trong vòng 10 ngày. Nguyên nhân chính khiến giá thép tăng cao là căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc làm giới hạn lượng nguyên liệu thô từ Australia về quốc gia cung cấp sản lượng thép lớn nhất toàn cầu trung quốc cũng đang cắt giảm lượng lớn sản lượng thép nhằm bảo vệ môi trường thị trường thép biến động khi chi phí logistics tăng cao do ách tắc hoạt động logistics trên toàn cầu